Chiều ngày hôm qua, huyện An Phú, An Giang thông báo tiếp tục phát hiện thêm 2 ca dương tính với chikungunya, bệnh đang lây lan nhanh tại Campuchia. Ngay khi phát hiện thì huyện này đã khẩn trương triển khai công tác ứng phó xử lý dịch bệnh. Ngay trong sáng nay, huyện An Phú đã bố trí cán bộ y tế xuống tận thị trấn Long Bình, nơi xuất hiện dịch bệnh để tuyên truyền cho bà con hiểu như thế nào về bệnh chikungunya, đồng thời xử lý ổ dịch, thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh tập trung phòng chống dịch bệnh. Riêng khu vực ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình sẽ tập trung giám sát các bệnh có sốt với triệu chứng giống sốt xuất huyết để lấy mẫu xét nghiệm. Trước đó, theo thông báo của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, thì An Phú có 2 ca dương tính với bệnh chikungunya ở ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình. Xin nói thêm để người dân hiểu rằng là căn bệnh này nó cũng có cái triệu chứng và cách điều trị giống như sốt xuất huyết, thậm chí là tỷ lệ tử vong thấp hơn cả sốt xuất huyết nữa.